Chào tất cả các em. Trong video này, thầy tiếp tục hướng dẫn các em phương pháp giải các bài toán toàn mạch mà trong đó có chứa tụ điện. Chúng ta bắt đầu với phần 1 lớn phương pháp giải. Thì để giải các bài toán toàn mạch có chứa tụ điện thì các em phải nhớ cho thầy giáo một số các lý thuyết sau đây. Thứ nhất là định nghĩa tụ điện phẳng. Thì định nghĩa tụ điện phẳng chúng ta đã được học ở chương 1. Thì tụ điện phẳng nó là hệ thống hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp điện môn. Đấy, chúng ta lưu ý này, tụ điện phẳng nó là hệ thống hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp điện môn. Thứ nhất là định nghĩa tụ điện phẳng là như vậy. Thứ hai là công thức của tụ điện. Thì công thức của tụ điện chúng ta có công thức đó là Q thì bằng C nhân với U. Với Q là điện tích của tụ điện, C là điện dung của tụ điện và U là hiệu điện thế hai bản của tụ điện. Đấy, vì sao thầy lại đưa cho chúng ta công thức này? Bởi vì công thức này rất dễ nhớ. Chúng ta thấy là Q, tôi có thể đọc vắn tắt là Q thì bằng gì? Bằng Q, đúng không? Q bằng Q. Đấy, đó là công thức của tụ điện chúng ta cần phải nhớ được. Và đối với tụ điện thì chúng ta có một số cái lưu ý sau đây. Lưu ý thứ nhất này, dựa vào cấu tạo của tụ điện thì chúng ta thấy rằng nó là hệ thống hai bản kim loại phẳng đặt song song và cách điện với nhau. Cho nên từ đó thì chúng ta có thể suy ra được là tụ điện nó sẽ không cho dòng điện không đổi đi qua. Đấy. Tụ điện nó sẽ không cho dòng điện không đổi đi qua. Hay nói cách khác là khi chúng ta mắc tụ điện vào mạch điện thì sẽ không có dòng điện đi qua tụ điện. Đây, chúng ta lưu ý như vậy. Và do tụ điện không cho dòng điện không đổi đi qua, cho nên khi chúng ta vẽ lại mạch điện mà trong đó có chứa tụ điện thì chúng ta sẽ bỏ qua tụ điện đó đi. Chúng ta sẽ bỏ qua tụ điện đó đi. Hay nói cách khác là tụ điện không cho dòng điện đi qua, cho nên nó không ảnh hưởng gì đến mạch điện cả. Vì vậy khi vẽ lại mạch thì chúng ta xóa cái tụ điện đi để phân tích mạch cho dễ. Đó, về phương pháp giải các bài toán chứa tụ điện thì chúng ta phải lưu ý như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng nó để giải một số bài tập như sau. Thầy có bài tập vận dụng số 1. Cho mạch điện như hình. Biết nguồn điện có xuất điện động E bằng 12V và điện trở trong R nhỏ bằng 1 ohm. Các điện trở R lớn bằng 5 ohm. Tụ điện có điện dung C bằng 5 x 10⁻⁷ farad. Tính điện tích của tụ điện. Thì đề bài cho chúng ta mạch điện có dạng như hình này, đúng không? Trong mạch này thì gồm có một nguồn điện này, một tụ điện này mắc song song với một điện trở R. Đấy. Và đề bài yêu cầu chúng ta là tính điện tích của tụ điện. Thì để giải bài này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải đi vẽ lại cái mạch điện, đúng không? Thì như phần phương pháp giải chúng ta đã nói này, do cái tụ điện này không cho dòng điện đi qua, cho nên khi vẽ lại mạch điện thì ta bỏ cái tụ điện này đi. Hay nói cách khác là ta xóa tụ điện khỏi mạch điện. Cho nên khi vẽ lại mạch điện chúng ta sẽ có mạch điện của chúng ta như thế này. Về mạch điện này chúng ta quan sát thì thấy nó là một mạch kín đơn giản, đúng không? Gồm một nguồn điện và một điện trở. Cho nên ta sẽ áp dụng định luật ôm. Thì chúng ta sẽ có cường độ dòng điện chạy trong mạch là Y sẽ bằng E chia cho R lớn cộng R nhỏ. Và ta thay số vào thì nó sẽ là bằng 12 chia cho R lớn cộng R nhỏ. R lớn bằng 5, R nhỏ bằng 1. Cho nên 12 chia cho 5 cộng 1. Và kết quả ta tính được cường độ dòng điện chạy trong mạch này là Y bằng 2A. Thì bằng 2A. Tiếp tục. Mục đích của chúng ta bây giờ là đang cần tìm điện tích của tụ điện. Mà muốn tìm điện tích của tụ điện thì ta sẽ sử dụng công thức là Q bằng C nhân U. Vậy thì chúng ta phải tìm được hiệu điện thế hai bản tụ. Mà hiệu điện thế hai bản tụ chính là UAB, đúng không? UAB. Cho nên chúng ta sẽ đi tìm UAB. Thì hiệu điện thế giữa A và B sẽ là UAB. Thì UAB sẽ bằng Y nhân với R, đúng không? Bởi vì hiệu điện thế giữa hai điểm AB cũng chính là hiệu điện thế hai đầu của điện trở R. Cho nên UAB sẽ bằng Y nhân R. Mà Y ta vừa tính là bằng 2A. R đề bài cho chúng ta bằng 5 ohm.
cho nên bằng 2 nhân 5 bằng 10V. Và sau khi có hiệu điện thế UAB rồi thì chúng ta sẽ suy ra được điện tích của tụ điện là Q sẽ bằng C nhân với UAB. Đấy, C nhân UAB. Và nó sẽ bằng 5 nhân 10 mũ trừ 7 là điện dung của tụ điện. Để bài cho là 5 nhân 10 mũ trừ 7 này. Nhân UAB là nhân với 10. Và kết quả ta có điện tích của tụ điện là Q sẽ bằng 5 nhân 10 mũ trừ 6 cụ lập. Đấy. Vậy bài số 1 này chúng ta đã có điện tích của tụ điện Q bằng 5 nhân 10 mũ trừ 6 cụ lập. Chúng ta tiếp tục đến bài tập số 2. Cho mạch điện như hình. Biết nguồn điện có xuất điện động E bằng 9V và điện trở trong R nhỏ bằng 1 ohm. Các điện trở R lớn 1 bằng 2 ohm, R lớn 2 bằng 3 ohm, R lớn 3 bằng 4 ohm. Tụ điện có điện dung C bằng 6 x 10 trừ 8 farad. Tính điện tích của tụ điện. Thì đối với bài số 2 này, đề bài cho chúng ta cái mạch như hình. Đó, mạch này gồm một nguồn điện này và mạch ngoài gồm có R1 này nối tiếp R2 tất cả song song với R3 nối tiếp với tụ điện C. Và để đi giải bài này thì đầu tiên chúng ta cũng phải vẽ lại mạch điện. Thì như chúng ta đã biết, tụ điện C sẽ không cho dòng điện một chiều đi qua, cho nên dẫn đến chúng ta có cái nhánh mà chứa R3C này không có dòng điện. Và cái nhánh phía dưới này không có dòng điện. Và cái nhánh phía dưới này không có dòng điện, cho nên nó không ảnh hưởng gì đến mạch điện. Vì vậy, khi chúng ta mà vẽ lại mạch thì ta xóa cái nhánh phía dưới này đi. Nghe chưa? Cái nhánh phía dưới này không có dòng điện chạy qua, cho nên nó không ảnh hưởng gì đến mạch điện cả. Vì vậy, khi vẽ lại mạch ta xóa cái nhánh phía dưới này đi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại mạch điện, ta xóa cái nhánh chứa R3 và C đi. Thì mạch điện của chúng ta trở thành rất đơn giản như thế này. Đấy. Thì mạch điện của chúng ta bây giờ sẽ là một mạch kín mà gồm một nguồn điện E R nhỏ, đúng không? Và mạch ngoài thì gồm có hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Đấy. Và bây giờ thì ta sẽ áp dụng định luật ohm cho cái mạch kín này. Thì chúng ta sẽ có Y bằng E chia cho R lớn 1 cộng R lớn 2 cộng R nhỏ. Đúng chưa? Và chúng ta thay số này bằng E là bằng 9V, giờ lớn 1 bằng 2 ohm, giờ lớn 2 bằng 3 ohm và giờ nhỏ bằng 1 ohm. Cho nên tổng 3 cái này sẽ bằng 6 và Y sẽ bằng 9/6 và bằng 1.5 ampere. Đấy, áp dụng định luật ohm đối với cái mạch kín này ta đã tính được cường độ dòng điện chạy trong mạch là 1.5 ampere. Sau khi có cường độ dòng điện chạy trong mạch thì chúng ta sẽ suy ra hiệu điện thế giữa A và B. Thì hiệu điện thế giữa A và B này chính là hiệu điện thế giữa hai đầu của cái điện trở R1,2, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ có UAB sẽ bằng Y nhân với R1 cộng R2 và thay số vào bằng Y này nhân R1 cộng R2 là nhân với 2 cộng 3 là bằng 5. Thế là bằng 1.5 nhân 5 và bằng 7.5V. Bằng 7.5V. Và chúng ta quan sát vào hình này chúng ta thấy này, thì cái UAB này cũng chính là bằng hiệu điện thế hai đầu của tụ điện C. Vì sao như vậy? Bởi vì chúng ta có cường độ dòng điện chạy qua R3 là bằng 0. Mà cường độ qua R3 bằng 0 thì dẫn đến hiệu điện thế hai đầu điện trở R3 cũng bằng 0. Bởi vì chúng ta có U bằng Y nhân R. Đúng không? Y bằng 0 thì dẫn đến U3 cũng bằng 0. U3 bằng 0 thì ta suy ra là UC cũng chính là bằng UAB. Đấy, chúng ta lưu ý là UC sẽ bằng UAB. Cho nên từ đó chúng ta sẽ suy ra điện tích của tụ điện Q sẽ bằng C nhân với UAB. Đấy, bằng C nhân UAB. Và bằng C để bài cho chúng ta là 6 nhân 10 mũ trừ 8. UAB ta vừa tính được 7.5V, cho nên bằng 6 nhân 10 mũ trừ 8 nhân với 7.5. Và kết quả điện tích của tụ điện sẽ bằng 4.5 nhân 10 mũ trừ 7 coulomb. Đấy, vậy bài số 2 chúng ta có là điện tích của tụ điện là 4.5 nhân 10 mũ trừ 7 coulomb. Chúng ta tiếp tục đến bài tập vận dụng số 3. Cho mạch điện như hình. Biết nguồn điện có xuất điện động E bằng 12V và điện trở trong R nhỏ bằng 1 ohm. Các điện trở R lớn 1
bằng giờ lớn 2 bằng 4 ôm, giờ lớn 3 bằng 3 ôm, giờ lớn 4 bằng 5 ôm. Tụ điện có điện dung C bằng 2 nhân 11 trừ 6 farad. Tính điện tích của tụ điện. Thì đối với bài số 3 này thì đầu tiên chúng ta cũng phải đi vẽ lại cái mạch điện này. Đó. Thì chúng ta có là tụ điện C này mắc vào giữa hai điểm C và D. Và do không có dòng nội điện chạy qua tụ điện cho nên khi vẽ lại mạch điện chúng ta phải xóa cái tụ điện đi. Nhá. Vậy mạch điện chúng ta sẽ vẽ lại như thế này. Vậy quan sát vào mạch điện này thì chúng ta thấy mạch ngoài của chúng ta gồm có R1 nối tiếp với R2, đúng không? Tất cả song song với R3 nối tiếp R4. Đấy, chính vì mạch ngoài như vậy cho nên chúng ta sẽ suy ra được, đầu tiên ta tính R12 sẽ bằng R1 cộng R2, bởi vì R1 R2 nối tiếp với nhau, và bằng 4 cộng 4 bằng 8 ohm. Tiếp tục R34 cũng sẽ bằng R3 cộng R4, bởi vì R3 và R4 nối tiếp với nhau, và bằng 3 cộng 5 bằng 8 ohm. Sau khi có R12 và R34 rồi thì chúng ta lại thấy R12 song song với R34, cho nên ta suy ra được RAB sẽ bằng R12 nhân R34 chia R12 cộng R34, đúng chưa? Và nó bằng 8 nhân 8 chia 8 cộng 8, hay nó chính bằng 8 chia 2 bằng 4 ohm. Đấy, đầu tiên ta đã tính được là điện trở của mạch ngoài là bằng 4 ohm. Sau khi có điện trở của mạch ngoài bằng 4 ohm rồi thì chúng ta sẽ đi suy ra cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng cách áp dụng định luật ôm cho toàn mạch. Thì chúng ta sẽ có I bằng E chia cho RAB cộng R nhỏ, hay nó sẽ bằng E là bằng 12V chia RAB ta vừa tính bằng 4 ohm cộng R nhỏ là cộng 1, tức là bằng 5, và I sẽ bằng 12 chia 5 bằng 2,4A. Sau khi tính được I bằng 2,4A thì chúng ta quan sát một chút này. Chúng ta thấy rằng I này nó sẽ bằng I12 cộng I34, đúng không? Bởi vì chúng ta có mạch chính này rẽ thành hai nhánh là 12 và 34. Mà ta lại thấy R12 lại bằng R34, cho nên chúng ta sẽ suy ra được I12 cũng sẽ bằng I34. Đúng chưa? R12 bằng R34 nên suy ra là I12 bằng I34, và nó sẽ bằng I chia cho 2. Mà I ta vừa tính là bằng 2,4A chia 2 thì nó bằng 1,2A. Sau khi ta tính được I bằng 1,2A rồi thì lúc này chúng ta sẽ đi tìm UCD, bởi vì UCD này chính là hiệu điện thế hai đầu của tụ điện, đúng không? Ta phải tìm được UCD thì chúng ta mới tìm được điện tích của tụ. Thì chúng ta có UCD. Đây, UCD này nó chính là bằng UCA cộng với UAD, đúng chưa? UCD rồi UCA này cộng UAD, mà UCA là trừ U1, đúng không? Còn UAD là U3, cho nên dẫn đến chúng ta có UCD sẽ bằng U3 trừ đi U1. Đấy, chúng ta có này, UCD nó bằng U3 trừ U1, và nó chính là bằng I3 giờ 3 trừ I1 giờ 1. Đúng không? Mà I3 thì chính là bằng I34, I1 thì bằng I12. Bây giờ ta thay số vào thôi. Thì I3 là bằng 1,2 nhân R3 là nhân với 3, trừ I1 cũng là 1,2 nhân với R1 là nhân với 4. Vậy sẽ bằng 1,2 nhân 3 trừ 1,2 nhân 4, và ta tính được UCD bằng trừ 1,2V. Sau khi có UCD bằng trừ 1,2V thì chúng ta có UCD chính là hiệu điện thế hai đầu của tụ điện. Cho nên từ đây ta sẽ suy ra điện tích của tụ là Q sẽ bằng C nhân trị tuyệt đối của UCD. Bởi vì vì sao ta phải lấy trị tuyệt đối? Bởi vì điện tích Q của chúng ta là luôn dương, nên ta phải lấy trị tuyệt đối của UCD. Và ta thay số vào thì nó bằng C là bằng 2 nhân 11 trừ 6 này, nhân với trị tuyệt đối UCD là nhân với 1,2, và kết quả bằng 2,4 nhân 11 trừ 6 coulomb. Vậy đối với bài số 3 này chúng ta có điện tích của tụ điện là 2,4 nhân 11 trừ 6 coulomb. Thì trên đây
Thầy đã hướng dẫn chúng ta phương pháp giải các bài toán toàn mạch mà trong đó có chứa tụ điện. Trong quá trình các em học có những điểm nào còn chưa hiểu thì hãy comment phía dưới, các thầy sẽ giải đáp cho các em. Chúc các em học tốt. Tạm biệt.